Chào cộng đoàn. Hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính toàn bộ kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu diễn tả sâu sắc nhất lời yêu thương của Người, lời của Người trên thập giá. Là lời mời gọi tình yêu. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là tôn vinh tình yêu của Chúa một cách trọn vẹn và có thể cùng với Thánh Gioan Thánh Sử nhân loại hãy hô to: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế đó. Hôm nay lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tôn vinh tình yêu cao vời của Chúa dành cho nhân loại. Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi chấp nhận lưỡi đồng đâm thấu trái tim để nước và máu chảy ra, khơi nguồn bí tích cứu độ chúng ta. Hôm nay cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Chúng ta dâng các linh mục trên toàn thế giới cho trái tim Chúa để Người bao bọc chở che, gìn giữ và thánh hóa để mỗi ngày trở nên khôn ngoan, khiêm nhường, thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Kính thưa cộng đoàn, mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay cũng là bổn mạng của gia đình Phật tử Thánh Tâm và các đoàn Phật tử Thánh Tâm giáo xứ Đông Quang. Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ để đón cha chủ tế cùng thiện dân thánh lễ. Thank you.
Cung và Tinh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu trong một thời cầu nguyện, chị xin chị là tình yêu của Thiên Chúa, tức là chị xin được là trái tim nhỏ bé của Thiên Chúa. Vậy hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa, chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ở tròn trong trái tim của Chúa, và từ đó chúng ta thiết mục được tình yêu của Đức Giêsu Kitô, và đồng thời chúng ta thể hiện tình yêu ấy trong chính ơn gọi và đời sống của chúng ta. Cách riêng hôm nay chúng ta cầu nguyện cho đời sống anh em linh mục luôn luôn sống một niềm vui trong sứ vụ mà được Chúa đã chở gửi trao, và đồng thời chúng ta cầu nguyện cho những anh em vừa mới được phong chức linh mục, cụ thể là các anh em trong hàng linh mục của tổng giáo phận chúng ta. Và quý bạn chị em cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Cùng với tâm tình đó, chúng ta xin dâng lên Chúa lời tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Thánh Giuse, xin mở ơn lành như ý, xin thánh hóa công ơn việc làm, xin kết quả khám nghiệm được tốt đẹp, xin phỏng vấn được kết quả tốt. Chúng ta cầu nguyện cho hai linh hồn Maria Vincent Francisco Xavier vừa mới qua đời, hai linh hồn Maria nhân ngày giỗ Margarita Ferro, hai linh hồn Teresa, hai linh hồn Da Minh, các linh hồn tiên nhân nội ngoại hai bên, các linh hồn thai nhi và các linh hồn. Bây giờ đây, để tất cả những tâm tình chúng ta dâng lên được Chúa nhận lời, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin anh Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa, 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 Chú
chúng con cử hành lễ thánh tâm Đức Kitô, có một Cha yêu dấu, Cha ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện. Vì yêu thương chúng con, xin dạy chúng con biết tìm đến thánh tâm Người để tận hưởng nguồn ơn cứu độ chào nhân. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Mọi người như người mẹ âu yếm con thơ. Đó là nội dung bài đọc sau đây. Bài chiết sách tiên tri Hô-sê. Đây Thiên Chúa phán, lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập. Ta đã giữ nuôi Ê-phra-im, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta đã chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm mái và mối yêu thương mà tập chúng đi. Ta đối xử với chúng như người giữ nuôi trẻ thơ. Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Hỡi Ê-phra-im, làm sao Ta có thể bỏ ngươi được? Hỡi Ít-ra-en, làm sao Ta có thể nộp ngươi được? Làm sao Ta có thể xử với ngươi như đối xử với Át-ma? Lẽ nào Ta làm cho ngươi như Sê-vi-ơi? Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không hủy diệt Ê-phra-im, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải là người phạm. Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt. Đó là lời Chúa. Lạy thánh linh của Chúa, lạy con.
nhưng được Chúa thương sai đi rao giảng cho mọi người nhận biết được tình yêu của Người, được bày tỏ qua con một của Người là Đức Giêsu Kitô. Bài Kết thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho dân ngoại. Những sự giàu có không thể thấu hiểu được và soi sáng cho những người biết cách thức phân phát mạo nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa đấng tạo thành vạn vật, khiến các chủ thần, quyền thần, thiên quốc đều phải nhờ hội thánh mới biết được sự khôn ngoan, muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Thiên Chúa, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài. Bởi lẽ là ngày chuẩn bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Phi-la-tô cho hạ các tử thi xuống sau khi đánh dập ống chân. Bấy giờ những người lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Khi đến gần Chúa Giê-xu, chúng thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người. Nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật. Và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cùng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh rằng không một cái xương nào của người bị đánh dập. Và lại có lời kinh thánh khác rằng chúng sẽ nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Đó là lời Chúa. Trong một năm phục vụ thì chúng ta có những ngày được hội thánh cho phép để nhớ đến ông bà cha mẹ, đến các linh hồn là những người thân yêu bà con ruột thịt của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Rồi có ngày chúng ta mừng kính các thánh, đó là giáo hội,
những vị tiền bối của chúng ta mà nay đã được hưởng phúc thiên đàng. Đó là chúng ta chưa kể ba ngày Tết. Chúng ta kính nhớ bà tổ tiên, rồi xin ơn Chúa thánh hóa công ơn việc làm. Thế thì ngày hôm nay, tất cả chúng ta cùng với hội thánh mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Cách đây trong buổi chay, trong buổi phục sinh ấy, thì chúng ta đã có ngày cầu nguyện cho thiên triều rồi, cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Thì ngày hôm nay giáo hội dành rất đặc biệt để xin ơn thánh hóa cho các linh mục. Thì mỗi năm các anh em giữa tôi càng ngày càng giảm đi, càng ít có phụ huynh cho con của mình đi tìm hiểu ơn gọi dẫn thân trong đời tu, và lại càng ít những bạn trẻ can đảm quảng đại dẫn thân trong ơn gọi tu trì. Bởi vì họ sợ một điều, họ sợ họ chưa dám chọn lựa cái đời sống trở thành một linh mục tu sĩ, bởi vì cái đời sống đó ngày hôm nay không còn hấp dẫn nữa. Như đang gặp khủng hoảng trầm trọng cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Trong số những vị đã linh mục sống đạo đức tốt lành thánh thiện, cũng không ít vị đang bị lôi cuốn bởi những thói đời. Nếu không muốn nói là các ngài đã đánh mất đi cái cốt cách để làm nên một vị linh mục. Đàn khác linh mục ngày hôm nay đang dần đánh mất đi sự tôn trọng, lòng quý mến từ người tín hữu cho linh mục, không phải là người bình thường, thậm chí là những kẻ nguy hiểm không được đến gần. Còn với tĩnh tâm ở giáo phận Xuân Lộc xong, thì Đức Cha Bà ngài Trần Tiến Tâm này có chia sẻ thế này. Ở bên Úc, những cái trường nhân sự người ta tổ chức những khóa tham gia hè rất thành công và rất đông các cháu thiếu nhi, các em thiếu nhi. Nhưng mà nếu mà các linh mục đứng ra tổ chức thì người ta rất e dè vô cùng, và thậm chí là người ta không cho con người ta tham dự những khóa hè đó, để mà mạt sát các linh mục, nhất là mạt sát các cha phó, cha sở của mình bằng những lời lẽ độc địa, cay cú và hết sức là ác ý. Nói theo kiểu của cha Agnes Hưởng đó, thì người ta đang muốn thay thế cái giáo sĩ trị thành giáo dân trị. Theo dõi trên mạng thời gian gần đây, nếu có gì xảy ra cho các linh mục thì nhiều người người ta mới làm hạ hê lắm, và họ sẽ không tiếc lời nặng nề miệt thị các linh mục không chút cảm thương. Từ thế giới ngày hôm nay, xã hội nhân loại này, có thể người ta không cần linh mục, nhưng chúng ta phải quả quyết rằng Chúa ngài vẫn rất cần đến các linh mục. Vì mặc dù Chúa làm được tất cả, nhưng Chúa vẫn cần các linh mục trở thành những cộng tác viên cho ngài, để nói thay lời của ngài, và để các linh mục cử hành các bí tích, nhất là thánh lễ, để qua đó Chúa ở lại với nhân loại chúng ta một cách cụ thể nhất. Nhận định hợp vẫn có trong mình những tham sân si, ý thức được như thế không phải để linh mục buông xuôi đến những bản năng hay là biện minh cho mình, mà không cố gắng hoán cải và sửa mình. Cộng đoàn chúng ta thấy đó, nếu đời sống hôn nhân gia đình, quý anh chị em chúng ta đây, đa số chúng ta đang sống trong bực hôn nhân gia đình, chúng ta vẫn phải đang đương đầu với những khó khăn của bực sống mình, thì anh em linh mục chúng con xin thưa không khá hơn đâu, để chúng con có cái hy vọng sức mạnh để chúng con khởi đầu một ngày mới, ngày hôm sau lại tiếp tục như thế, mỗi ngày bắt đầu lại như vậy mà chẳng thể nào tiến hơn bước nào cả. Linh mục là vậy đó cộng đoàn. Vậy mà Chúa đã đòi các linh mục phải trở nên ánh sáng cho trần gian, soi đường dẫn lối cho anh chị em Kitô hữu của mình. Và một khi linh mục trở nên đường soi dẫn cho người khác, thì đòi buộc các linh mục phải hao mòn cạn kiệt sinh lực mỗi ngày, cái của nó sẽ mờ dần. Thưa cộng đoàn, chia sẻ như thế, con xin quý cộng đoàn giáo xứ hãy cầu nguyện cho anh em chúng con nói chung, và cách đặc biệt cho cha xứ, cha phó và quý cha tiền nhiệm đã từng con sóc trong giáo xứ chúng ta. Và ngoài lời cầu nguyện,
chúng con cũng rất cần cái sự cảm thông. Giả dụ một ngày nào đó, con qua nghe thấy một anh em bên mục nào đó trong chúng con bị chuyện này vướng phải chuyện kia, xin cảm thông cho chúng con. Người đời, người ta thường chỉ nhìn một vài sự kiện, một vài sự kiện mà cùng một vài linh mục nào đó sai phạm rồi vơ đũa cả nắm, họ kết án, họ chửi bới, khinh miệt các linh mục. Chúng con tin rằng như lời của Đức Hồ Y Echeverry đó, Ngài nói cả một cánh rừng mọc lên không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, nhưng chỉ cần một cây đổ xuống thôi thì nó làm rung động cả khu rừng. Tại nơi các giáo xứ, rồi tại các trại phong, chắc cả các trại tế bần, giống như cả một rừng cây đang âm thầm từng ngày mọc lên, chẳng ai biết đến và cũng chẳng ra gây ra một tiếng động nào, nhưng chỉ cần một linh mục sai lỗi thôi thì người ta coi như là chuyện kinh động và quy gán cho tất cả các linh mục khác. Ngày hôm nay, Hội Thánh xin ơn thánh hóa các linh mục cũng là dịp để anh em linh mục chúng con nhìn lại để sám hối, xin lỗi Chúa, tạ ơn Chúa, thay vì chúng con mừng. Đồng thời cũng là dịp để chúng con làm mới lại cái ơn gọi và sứ vụ để tiếp tục dẫn bước tới dù phía trước là chông gai. Ngôn sứ Hô-sê trong bài đọc thứ nhất đó, chúng ta biết cái đặc nét, cái đặc biệt của sách ngôn sứ Hô-sê nói về tình yêu, một tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel, thì tất cả anh em linh mục chúng con cũng xác tín rằng Chúa lỡ yêu thương anh em chúng con rồi, Chúa lỡ chọn chúng con rồi, thì không bao giờ Chúa bỏ chúng con. Và chúng con cũng ý thức cái yếu đuối của bản thân trước tình thương quá lớn lao này của Chúa, thì con cũng xin được mượn cái tâm tình của vua David khi mà Chúa cho ông biết rằng Chúa sẽ cho một người trong dòng tộc của ông lên kế vị và vương quyền của ông sẽ trường tồn đến muôn đời. Thì David đã vào nhà Đức Chúa, ông đã thư chuyện với Chúa như thế này: lạy Chúa là Chúa thượng của con là ai và nhà con có là gì mà Chúa đã yêu thương con tới địa vị này? Vậy mà Ngài vẫn còn coi đó là quá ít. Ngài hứa cho tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Xin Ngài hãy hành động như lời Ngài đã phán. Xin cùng đoàn thương tiếp tục cầu nguyện cho anh em linh mục chúng con. Là Cha khen tăng vô cùng những em trời đất, tôi tin thân đơn Chúa Giêsu Kitô. Chiều nắng đời quan phong suy, chiều đông thanh trên cây thanh ca, che và tháng xa xuống vùng đô tâm. Ngày thứ ba đời trong thế trên và sống bố thế nhiều đơn Chúa Cha khen tăng vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống ba xe để sống và thế trên tôi đi xa cả người ngày sau sống lại tôi đi được sống tay. Anh chị em rất thân mến, xin thánh giá Chúa, Chúa đã kêu lên: ta khát. Người khát tình yêu của nhân loại đáp lại tình yêu của người. Người mong mỏi chờ đợi mọi người đến với người. Trong tâm tình thờ lại cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin: ta đã yêu thương nó và ta đã mời con ta ra khỏi ai Cập. Xin cho các vị phụ trách một tâm hồn nhân loại như Chúa, để các ngài trở nên dây liên kết mọi phần tử của diện thể Chúa Kitô, đồng thời thu phục nhiều người về cho Chúa. Xin Chúa nhờ thánh thần của Ngài thêm sức cho anh em. Xin cho các thế hữu nhận thức được tình yêu rộng mở của Chúa, để kiên trì trong việc giữ các giới răn, biết tìm kiếm những điều thiện hảo, hầu có thể thánh hóa môi trường sống của mình. Xin Chúa một tên linh lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn người,
xin cho các linh mục chuyên múc được nguồn ơn thánh hóa từ máu và nước nơi thánh tâm Chúa Giêsu để trao ban lại nguồn ân sủng và tình yêu cho đoàn chiên bình phục của chúng sẽ nhìn vào đấng chúng đã đông thương con. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, nhất là các đoàn viên và tạ thắng tâm, khi ngắm nhìn cảnh Chúa chịu tử nạn thì ý thức được tình trạng tội lỗi của mình để hoán cải và quyết tâm căng tâm cuộc sống bằng các tôn sùng thánh tâm Chúa hành này. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết theo gương Chúa, tuân phục thánh ý Chúa Cha để yêu mến Ngài và sẵn sàng khước từ bản thân để yêu thương tha nhân, như thế chúng con đã có thể đền đáp tình Chúa yêu thương chúng con một phần nào. Chúa hằng sống và hiện diện muôn đời. Tình thương lạ lùng khi chịu treo trên thập giá, người đã tự hiến thân vì chúng con.
Từ cành sơn bị đâm thủng người đã để máu và nước chảy ra hồng với nguồn các bí tích của hội thánh. Nhờ đó khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của đấng cứu thế, thì được luôn vui mừng muôn tận buồn ơn cứu độ vô đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tất cả các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện trong thánh lễ này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse và các thánh sạch Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và cho Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Kính thưa cha Martino, chánh xứ giáo xứ Đồng Quang,
cũng là cha linh ngưỡng của gia đình Phật tử Thánh Tông Chúa Giêsu Đông Quang, cha Phó Giuse, cha Mặt Tino Maria, quý sơ, quý hội đồng phục vụ, quý ban điều hành giáo họ, các đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Con xin được đại diện cho gia đình Phật tử Thánh Tông Chúa Giêsu. Lời đầu tiên xin cho con được gửi đến quý cha cùng toàn thể cộng đoàn lời chào và lời chúc sức khỏe trong tình yêu thương của Thánh Tông Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn trong làm phật. Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay toàn thể giáo hội hân hoan mừng đại lễ Thánh Tông Chúa Giêsu và cũng là bổn mạng của gia đình Phật tử Thánh Tông Chúa Giêsu giáo xứ Đông Quang. Chúng con xin tạ ơn Thánh Tông Chúa vì ngôi đơn lành Ngài đã thương ban cho đoàn hội chúng con luôn sống trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương nhau, và nhất là có tinh thần sẵn sàng hy sinh phục vụ trong mọi công việc của giáo xứ. Hôm nay được sự quan tâm của quý cha đã hiệp dân thánh lễ đồng tế rất là long trọng để cầu nguyện cho đoàn hội và cầu nguyện cho các thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, và cầu nguyện cho các gia đình trong đoàn hội được bình an, mạnh khỏe, yêu thương nhau, chú tâm thực hành đức ái như lòng Chúa mong muốn. Hôm nay cũng là ngày xin thánh hóa các linh mục. Chúng con nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn gìn giữ quý cha trên con đường mà giáo hội đã trao phó là chăm sóc các linh hồn mỗi người tín hữu chúng con. Một lần nữa, chúng con trong tâm tình thương yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin kính chúc quý cha, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn luôn dư tràn thánh ân, sức khỏe trong trái tim nhân lành của Thánh Tâm Chúa. Để tỏ lòng tri ân, chúng con xin dâng lên quý cha bó hoa, xin cha nói đẹp. Xin được thay mặt cho ba anh em linh mục, gọi là ba anh em, hai anh em phục vụ cộng đoàn và một anh em là con dân cộng đoàn, cộng lại là ba anh em, xin hết lời cảm ơn tất cả lòng yêu mến của quý ông bà anh chị em dành cho ba anh em trong ngày. Nhưng con cảm nhận thấy cái lòng yêu mến của quý ông bà anh chị em đối với các linh mục một cách rất là sâu sắc, đối với con. Mặc dù rằng còn nhiều cái điểm khiếm khuyết cách này cách khác, nhưng bằng cái tình yêu quý bạn chị em đón nhận, như qua tâm tình chia sẻ của cha Martino Teresa, xin quý bạn chị em lấy đó làm sự thông cảm, nâng đỡ chúng con trên cái sứ vụ của mình, để trong sứ vụ chúng con luôn thể hiện được là người mục tử như lòng Chúa mong ước. Và hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Tâm Chúa cũng là bổn mạng của gia đình Phật tử Thánh Tâm và các đoàn Thánh Tâm. Con cũng xin được thay mặt cho tất cả ba anh em gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa, đồng thời cầu chúc cho mọi thành viên ở trong giáo xứ của chúng ta, trong từng gia đình luôn cảm nhận được tình Chúa ở trong đời sống của chúng ta qua Thánh Tâm Chúa, và xin Thánh Tâm Chúa luôn gìn giữ chúc lành tất cả mọi người chúng ta. Hỏi hỏi riêng với thiếu nhi, nhìn đi nhìn lại hôm qua cha cũng nhận thánh lễ ở giáo phận Hà Nội thuộc tỉnh Hà Nam, Hà Nội thì là 100 mấy cây số. Cha nhìn thấy họ mà cha tạ ơn Chúa với chúng con. Họ đơn sơ bổn mạng, họ không có được đẹp như chúng con. Lấy lòng đó, cha cũng nhìn lại chính bản thân của mình để mà hướng dẫn chúng con. Cho nên mỗi ngày chúng con ngoan hơn, hiền hơn, giỏi hơn. Và đặc biệt là hôm nay cha đi về, cha thấy cái bầu khí ấm cúng mà nó phát xuất từ nơi chúng con ngoan hiền tham dự thánh lễ rất xuất sắc. Cha
trước hết là cảm ơn cha phó ngày hôm qua đã dạy dỗ chúng con, và trong những ngày vừa rồi và cả năm dạy dỗ chúng con cũng như các anh chị hướng dẫn chúng con hết tình. Thì cái việc quan trọng nhất là trong tình mến Chúa, đặc biệt là trong thánh tâm Chúa, chúng con mãi mãi giữ được cái tinh thần này, để chính trong tinh thần này Chúa sẽ chúc lành chúng ta. Cũng xin được cảm ơn quý phụ huynh, quý anh nhân đã giúp đỡ cho ban giáo lý trong thời gian qua. Thì tuần tới chúng ta sẽ có thêm một tuần nữa để chúng ta quy tụ lại với nhau. Thì nhân đây cha cũng thông báo theo cái chương trình của ban giáo lý là ngày 13 sau thánh lễ chiều chúng con sẽ được đặt nhận bí tích gì, nhớ không? Bí tích gì? Bí tích hòa giải, phải không? Thì xin quý phụ huynh chúng ta cũng chuẩn bị cái ngày đó để cùng đến đánh nhận bí tích hòa giải với các em. Ngày hôm đó thì xin được mời các cha nữa, cho nên là các bạn trẻ có thể đến đánh nhận bí tích hòa giải. Để rồi đến ngày thứ bảy, ngày 15, chúng ta sẽ cùng với con em của chúng ta lên rước Chúa. Xin hết lời cảm ơn các bạn trẻ. Giờ đây chúng ta đứng lên đánh nhận phép lành buổi lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Amen.